Ôi rồi ôi, bây giờ con phải xuống con nhấc nó lên mới được á. Đấy, có cái bậc ấy không lên được đâu. Phải xuống rồi nhấc nó lên mới được. Ba dặn rồi. Có bậc cái kia, con phải xuống con xuống con bê xe lên mới được. Chị cứ để, chị để em tự làm. Bê lên, bê đằng trước lên. Chị cứ để em tự làm chị ạ. Okay. Thằng này nó vậy. À. Nó lại xuống rồi. Là cứ nhà nọ báo nhà kia, nhà em về, nhà chị cũng phải về. Thế là đến lúc chị về thì em phải về. Ừ. Và dứt ca là ba xe bông, dứt cô bu xe xe là biêng. Vâng, chị Ngọc cũng về. Còn Hiếu thì kể cả là về thì cũng khắc phục được, nhưng mà không cần thiết đâu. Đúng rồi. Nó khổ cái nghề của nó. Cái mùa nào anh về được thì anh về, cái mùa này không về được thì thôi. À mình mà không anh phục bát tân niên được pha, con chỉ tua anh phục bát tân niên được pha con. Uề, ok, con sao? Sướng nhá, được mượn xe của chị chơi nhá. Đúng rồi, tầm này rồi bà đi đâu nữa? Để con cái nó đi được rồi. Con cái nó đi được rồi bà. Thì mới được đi chứ nó sợ lắm. Nhưng mà mình nó sợ như thế, mình không giữ gì thì lại cuối cùng đổ đầu vào con nó. Khổ chúng nó. Chúng nó đi được thì thôi. Thế thằng Dùng Lâm thì chết xong là đi nhập ngũ. Nào con ơi lùi lại, tốt, à, tốt. Chắc bà bảo nó đi chết. Xong thì bà vào, nó bảo ừ bà vào đi. À, bây giờ con mua vé máy bay cho bà từ giờ nhé, bây giờ con có tiền rồi. À, giờ nó đi làm nó có tiền đúng rồi. Thế xong rồi, nó bảo nó cho đi. Bây giờ ấy. Phùm mà. Bảo thôi, chứ nhắn không bà ấy. Nhập ngũ đi bao giờ ấy thì là về phép. Cho đi khối đấy, bây giờ về chơi nó không thể. Bây giờ nó giữ bà. Bà lại cho bà đi thì ra, không biết. Mở ra thứ này về, thì đến thì anh Hiếu là cả hai vợ chồng đều giáo viên hả bà? Ừ. Đấy thì về sau mà về được. Thì thế. Hàng đây là thầy giáo cô giáo. Thì bảo thôi thì đến hè nó về, thì nó nào nó về mà con. Vâng. À, chị Ngọc là bây giờ mấy đứa tất cả rồi bà? Bây giờ là ba. Đấy, hoành tráng rồi. Thằng Lân mới là đẻ hai đứa nữa. Vâng. Thì Lân Tết xong rồi đi nhập ngũ đây. Đấy, nhanh thế, cứ vèo vèo thế. Con lùi lại, không có vỡ ghế của con. Ê, không được vỡ ghế con. Vâng. Vâng chị. Xong chưa? Con chơi xong chưa? Phải đi rồi.